Riêng lì này tôi chúc cháu tầm làng. Xin mời cô bác ta cùng giải khát rồi cũng rộn ràng. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà bên bề họ nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa cô về chú bác bên bề nước ngoài, kính thưa các vị chuyên quý khách gần xa cùng các bạn thanh niên nam nữ, cháu dưới con mẹ con bà Hải, cháu anh cô đơn cha Phật ông bà Hương, hai cháu nay đã lớn khôn trưởng thành. Trong thời gian vừa qua, hai cháu đã tìm hiểu chín mùi, tâm đầu ý hợp, xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau trên tinh thần là tự nguyện. Được sự đồng thuận của hai đại gia đình, vun đắp xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai con. Được sự công nhận của chính quyền địa phương, trai lớn với vợ, gái lớn với chồng là hợp pháp. Hôm nay ngày này tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có lễ ra mãi trước các cụ, ông, các bà kính báo gia tiên, sau tiến báo bên lề ăn chầu cúng nước để chúc phúc cho hai cháu. Xin lên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị, các lòng ngoại bên lề cùng các vị khách quý, hai bên gia đình vừa rồi đại diện gia đình nhà trai đã phát biểu ý kiến tuyên truyền cùng các cụ, các ông, các bà về việc chăm lo hạnh phúc của hai cháu, cháu Duy và cháu Kim Anh. Được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà bên gia đình nhà gái, được sự ủy quyền của Phật và bà Hương, tôi xin chấp nhận lễ dạng hỏi của gia đình nhà trai. Kính mời các cụ, các ông, các bà ăn chầu uống nước mừng hạnh phúc của hai cháu. Xin chân trọng cảm ơn của hai vị trưởng đoàn rất là nhiều. Đồng là chào quý I'm gonna make you mine.